Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Hoàng Hậu thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 118 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share để ủng hộ cho Khánh Duy, và các bạn cũng có thể comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe 118 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bây giờ ở bên ngoài, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương cũng không chạy ra khỏi phạm vi công kích của thánh tượng ma âm. Thân thể ở trong ma âm và sóng xung kích nhanh chóng tan rã, thậm chí nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn tuy mượn hơi thở nữ thánh vương tăng tu vi của mình lên tới nguyên thần bất diệt đỉnh phong, nhưng loại ma âm thêm sóng xung kích này đủ để hoàn toàn hủy diệt hắn. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương gào thét liên tục, liều mạng tế Chuyển Luân Vương thần điện lên, chỉ thấy uy năng của tòa thần điện này được hắn thôi phát đến lớn nhất. Lục đạo luân chuyển, lục đạo nại hà kiều từ trong Chuyển Luân bay ra, dựng trong hư không. Tòa thần điện và Chuyển Luân ở trong từng tầng lớp lớp ma âm và sóng xung kích kia bị chấn cho sụp đổ từng mảng một, vô số tài liệu thượng đẳng đều tan biến, hoàn toàn không thể định trụ ma âm và sóng xung kích. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương miệng hộc máu không ngừng, thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều đang tan ra, không khỏi kinh hãi muốn chết, liều mạng thúc giục Chuyển Luân Vương thần điện. Nếu tòa thần điện này sụp đổ, hắn ta chắc chắn sẽ hoàn toàn chôn thân trong ma âm và sóng xung kích, hoàn toàn không có cơ hội may mắn thoát khỏi nào. Diệp Húc thấy thế, hung quang chợt lóe lên trong mắt, Nghệ Hoàng Kim Tiễn đột nhiên bay ra, vô số đạo tiễn khí chen chúc đâm tới Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Hắn cười lạnh: "Tiểu Thánh Vương, ở trên Hoàng Tuyệt Lộ, ngươi từng hỏi ta loại chuyện dậu đổ bìm leo ta từng làm hay không? Hiện giờ ta nói cho ngươi biết, ta chẳng những đã làm rồi, hơn nữa còn làm không ít đâu, làm đến mức thành sở trường rồi." Từng đạo tiễn khí màu vàng chen chúc mà tới, trong chớp mắt liền bắn vỡ nát Chuyển Luân Vương thần điện. Chỉ thấy tòa thần điện này ầm ầm sập xuống, xà ngang, trụ lớn, gạch ngói, Chuyển Luân, Nại Hà Kiều đều rơi vỡ hết. "Phụ vương, cứu con, phụ vương!" Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương sợ tới mức hồn bay phách lạc, giống to lên: "Sao, gọi cha ngươi đến giúp ư? Tiểu Thánh Vương, ngươi có kêu ông nội ngươi cũng vô dụng thôi." Diệp Húc lau vết máu ở khóe miệng đi, cười ha ha nói: "Thiếu bảo, cha hắn chính là điện chủ Chuyển Luân Vương thần điện, lợi hại hơn ông nội hắn không biết bao nhiêu kìa." Ma La Dư nhắc nhở: "Thì sao chứ, cha hắn không phải vua hoàng, chẳng lẽ còn có thể tâm sinh cảm ứng theo phân thân mà đến hay sao?" Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, e sợ rằng Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương không chết lại thúc giục Nghệ Hoàng Kim Tiễn, vô số đạo tiễn khí thôi phát bao phủ lấy Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. "Là ai dám bắt nạt con ta?" Chính vào lúc này, mi tâm Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái không gian luân hồi khổng lồ, các tầng luân hải tràn ngập ma khí cuồn cuộn vô tận. Chỉ thấy trên không luân hải tầng thứ 7 có một vị ma vương 4 đầu 8 tay ngồi đấy. Vị ma vương kia đột nhiên mở mắt, gào thét từ trong luân hải Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương bay ra, hoành thân che ở trước người Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Đây là đương kim điện chủ của Chuyển Luân Vương thần điện, một luồng phân thân của Chuyển Luân Đại Thánh Vương trú ở trong luân hải thứ 7 của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, là đạo bảo mệnh cuối cùng của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Vị ma vương này xuất hiện, thân cao 23 trượng, gần 100 thước, kiêu ngạo ngút trời. Quanh thân ông ta từng vòng chuyển luân, luân hồi chuyển động, bóp méo không gian, cắn nuốt hết ma âm và sóng xung kích, biến mất bên trong chuyển luân. Thậm chí cả tiễn khí màu vàng của Diệp Húc cũng bị tầng tầng chuyển luân này bóp méo, biến mất không thấy. Thực lực của ông ta còn khủng bố hơn cả bậc Đại Minh Tôn Vương như Giả La Minh Tôn, sâu không lường được. Thực lực của một luồng phân thân đã có thể đạt tới trình độ này, vị Chuyển Luân Đại Thánh Vương này có thể nói là đáng sợ. Diệp Húc khiếp sợ, đột nhiên to gan lên, quát lớn một tiếng, lấy nguyên thần đánh vào bên trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Chỉ thấy mũi tiễn này càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Cự tiễn gào thét bay lên không, ngay sau đấy đi tới mi tâm Chuyển Luân Đại Thánh Vương, đâm thẳng qua tầng tầng chuyển luân. Một tiếng pang nhỏ vang lên, đâm xuyên qua mi tâm luồng phân thân của Chuyển Luân Đại Thánh Vương này. "Cấm bảo không hoàn chỉnh ư?" Luồng phân thân của Chuyển Luân Đại Thánh Vương này ngẩn ra, gầm lên liên tục, ra sức thúc giục tu vi, chấn áp thương thế. Chỉ thấy vết rách chỗ mi tâm của ông ta càng lúc càng lớn, uy lực của Nghệ Hoàng Kim Tiễn ông ta hoàn toàn không thể chấn áp được.
Miệng vết thương do mũi tên xuyên qua để lại kia dường như đang cắn nuốt thân thể của ông ta. Trong chớp mắt, miệng vết thương đã lan rộng đến gần mấy trượng, gần như ăn mòn cả đầu của ông ta. Ầm một tiếng, luồng phân thân này của Chuẩn Luân Đại Thánh Vương rốt cuộc không chấn áp được thương thế. Thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung, ma khí phóng đi khắp nơi, thậm chí đánh văng cả ma âm cùng sóng xung kích mà đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng phát ra. Tiểu tớ, người dám động đến con ta, người nhất định phải chết. Chân thân của ta sẽ lướt qua tầng tầng không gian, theo Chuẩn Luân Vương Thần Điện giáng đến đây giết chết ngươi. Giọng nói của ông ta ầm ầm truyền đến, vang vọng không dứt. Đột nhiên một bộ phận ma khí tản ra kia như có linh khí điên cuồng chui vào trong cơ thể Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương, giúp hắn chữa trị thương thế, khôi phục tu vi. Diệp Húc thu hồi Nghệ Hoàng Kim Tiễn, cười ha hả. Đại Thánh Vương, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Chờ ngươi tới đây rồi, ta đã sớm rời khỏi biển hoan hồn, cao chạy xa bay. Chỉ thấy dư uy một giống của đầu Vạn Bảo Thánh Tượng cuối cùng cũng ngừng lại, dừng công kích. Chuẩn Luân Vương Thần Điện cũng khôi phục yên lặng. Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương, ta đã nói rồi, ngươi gọi ông nội ngươi cũng vô dụng thôi. Một luồng phân thân của cha ngươi đã bị ta chém, bây giờ ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì để chống lại ta nữa đây. Diệp Phúc thu hồi cựu đỉnh, chấn áp thân thể, bước nhanh tới chỗ Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương đang đang xuất khí. Từng vòng công đức kim luân dựng thẳng sau đầu, bao phủ nguyên thần ngọc thụ, lãng lãng càn khôn tầng tầng đại địa. Tám cánh tay của Diệp Phúc rung lên, trong tay xuất hiện những chiếc khai thiên cự phủ giống như thần vương giáng thế. Diệp Tứ Bảo, ngươi còn muốn giết ta sao? Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương ngẩn ra, cười ha hả, lạnh lùng nói. Phần thân của cha ta tuy bị ngươi giết, nhưng một phần tu vi của ngươi đã chuyển đến trong thân thể của ta, chữa trị thương thế, khiến thực lực của ta tiến nhanh. Diệp Phúc làm ngơ, gào thét vồ đến. Tám cánh tay vung lên, diều lớn khai thiên ầm ầm đánh xuống. Ngu xuẩn, vu pháp của ngươi bị Chuyển Luân Thánh Pháp của ta khắc chế rồi, còn dám dùng cái loại búa rách này. Hiện giờ ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương không tránh không né, để mặc hắn bổ lên người. Tám cánh tay đồng thời xuất hiện, hóa thành những vòng chuẩn luân đánh lên người Diệp Phúc, đem xương cốt toàn thân Diệp Phúc đều đánh nát, đánh cho hắn bay ngược ra ngoài. Ma La Dư cũng biết Diệp Phúc có chút lỗ mãng, Chuẩn Luân Thánh Pháp rõ ràng khắc chế Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, nhưng Diệp Phúc lại nhiều lần sử dụng loại ấn pháp này, rõ ràng là tự tìm đường chết. Ngay sau đấy, nàng ta liền ngây dại, chỉ thấy Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mi tâm của thiên địa pháp tướng hắn chính là nguyên thần hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, lúc này lại giống như đổ sành đổ sứ vậy, dầm một tiếng vỡ nát. Vỡ nát giống như truyền nhiễm vậy, những vết dạn chi chít từ mi tâm kéo dài, chảy rộng, lan ra dần lên thân thể thiên địa pháp tướng của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương, sau đó là thân thể của hắn. Ầm một tiếng, thiên địa pháp tướng của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương hoàn toàn vỡ tan, thân thể tan rã, rơi đầy xuống mặt đất. Ai mới là kẻ ngu xuẩn? Diệp Phúc chữa trị tổn thương trên thân thể, đứng dậy, bước đến trước thân hình phá nát của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương. Cựu đỉnh hợp nhất, thu hết mảnh vỡ thi thể, thiên địa pháp tướng và nguyên thần hoàng tộc đế thích vào trong đỉnh. Hắn cười lạnh nói. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi mới là kẻ ngu xuẩn. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của ta, cắt nguyên thần, giết thân thể, chém thiên địa pháp tướng. Bởi vậy, ta mới có thể biết rõ nó bị Chuẩn Luân Thánh Pháp của ngươi khắc chế mà vẫn dùng lại ấn pháp này chém ngươi. Vù! Chiêu hồn phiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Húc, tên của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương tự động hiện ra dưới chữ chảm trên lá cờ này. Đại phiên rung lên, vô số xiềng xích từ trong mặt phiên bay ra, bắn ra, đâm vào trong nguyên thần của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương đang cố gắng khôi phục hình thể, đem hồn phách thần thức của hắn câu ra từng sợi một. Cùng lúc đấy, Diệp Húc thúc dục kiều đỉnh, đem thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương cùng luyện hóa, hoàn toàn không để cho hắn khôi phục hình thái, trầm giọng nói. Lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ cha ngươi, nếu không có phân thân của Đại Thánh Vương trước khi chết chuyển tu vi của mình cho ngươi, vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi, ta muốn bổ vỡ ngươi chỉ e rằng là phải chiến đấu cùng ngươi không biết bao lâu kìa. Máu thịt của Chuẩn Luân Tiểu Thánh Vương lúc nhúc ra sức muốn ngưng tụ lại một chỗ, hiện giờ tu vi của hắn vẫn là cảnh giới nguyên thần bất diệt, thân thể bất tử, nguyên thần bất tử. Hắn vốn mượn dùng hơi thở nữ thánh vương cưỡng chế nâng cao tu vi cảnh giới, bước vào nguyên thần bất diệt đỉnh phong. Nhưng thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng lại không thể chất chứa được lực lượng khổng lồ như vậy, dẫn đến gần vỡ tan. Hiện giờ, hắn lại bị phụ thân Đại Thánh Vương dắt vào một lượng lớn tu vi, gánh nặng càng thêm lớn. Hơn nữa Diệp Húc cùng hắn chiến đấu tới nay, bổ hắn không biết bao nhiêu Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, khiến thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn vô cùng vô tình kín mít những vết thương
vết rách to nhỏ. Đạo Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn cuối cùng liền như rơm dạ để chết con lạc đà, đánh vỡ hắn. Diệp Thiếu Báo, ngươi không giết được ta đâu, ta sẽ kiên trì tới khi trả ta tới, ta sẽ tận mắt nhìn cảnh ngươi chết ở dưới chân của ta. Máu thịt chuyển luân Tiểu Thánh Vương lúc nhúc đầu mọc đi ra, cố gắng khôi phục thân thể, giết gào liên tục, thét to không ngừng. Tiểu Thánh Vương, kỳ thực ta muốn giết ngươi còn có một cách khác, nhưng ta không dùng đến, ngươi có biết vì sao không? Diệp Húc tiếp tục thúc giục Kiều Đỉnh và Chiêu Hồn Phiên luyện hóa chuyển luân Tiểu Thánh Vương. Hắn cũng không có mạnh miệng, kỳ thực Diệp Húc muốn giết chuyển luân Tiểu Thánh Vương dùng thân thể liệt hỏa minh tôn là được, không thì cũng có thể tế Nghệ Hoàng Kim Tiễn lên, không cần phải chiến đấu vất vả như vậy. Hắn mỉm cười nói, ta sở dĩ không có giết ngươi chính là vì nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi còn có hơi thở vô hoàng khổng lồ trong người ngươi kia, dùng cách khác đánh chết ngươi có khi sẽ hủy đi nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi, mà dùng cái cách ngu nhất tốn sức nhất này lại là ổn thỏa nhất kìa. Đem hơi thở nữ thánh vương trong cơ thể ngươi luyện vào trong kiều đình của ta, ngươi ngẫm lại xem kiều đình của ta sẽ tăng lên đến trình độ nào đây. Malazư cùng hắn liên thủ giúp hắn thúc giục kiều đình tăng tốc độ luyện hóa chuyển luân Tiểu Thánh Vương, trước tiên luyện hóa hết tất cả các mảnh vỡ thiên địa pháp tướng của hắn dung nhập vào bên trong kiều đình, khiến uy năng của kiều đình tăng lên dữ dội, càng dễ dàng luyện hóa nguyên thần và thân thể chuyển luân Tiểu Thánh Vương hơn. Cuối cùng cái này mạnh cái kia yếu, Chiêu Hồn Phiên cũng rút được hồn phách của chuyển luân Tiểu Thánh Vương ra khỏi nguyên thần, thân thể và nguyên thần của hắn hoàn toàn bị kiều đình luyện hóa, hơi thở nữ thánh vương dung nhập vào bên trong kiều đình, khiến uy năng kiều đình không ngừng tăng lên, hơi thở vô hoàng tràn ngập kiều đình lập tức khiến cho phẩm giai của kiều đình nâng lên, cuối cùng cũng trở thành bất diệt chi bảo. Khí tức chín tòa đại lục trong đỉnh liên kết, những nơi bị phá hủy nhanh chóng khôi phục nguyên vẹn. Chín tòa đại lục này vốn chỉ là ảo ảnh, hiện giờ có hơi thở vô hoàng làm dịu, thậm chí có xu thế dần ngưng tụ thành hình. Diệp Phúc cảm nhận được uy năng của kiều đỉnh tăng lên so với trước đây ít nhất 10 lần, loại sức mạnh mênh mông vô tận này thậm chí có thể cắn nuốt hư không. Thiếu Bảo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất nhanh đi. Người giết Tiểu Thánh Vương rồi, điện chủ chuyển luân Vương Thần Điện, chuyển luân Đại Thánh Vương e là sẽ nhanh chóng đến nơi này. Malazư lo lắng vạn phần nói, ông ta là nhân hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trừ phi cha ta đến đây, nếu không chúng ta chỉ có đường chết mà thôi. Diệp Phúc quay đầu nhìn về phía đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng, lắc lắc đầu nói, từ chuyển luân Vương Thần Điện chạy đến nơi đây cũng không có nhanh như vậy đâu, cho dù là nhân hoàng cũng không làm được. Chúng ta còn có thời gian thu cái đầu thánh tượng này, cô yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Malazư không khỏi tò mò cười nói, nói khoác, ngươi thì có cái kinh nghiệm gì chứ, ngươi cũng chưa từng bị nhân hoàng đuổi giết lần nào mà. Khóe mắt Diệp Phúc giật giật, không có nhiều lời, thầm nghĩ, kinh nghiệm của ta chính là ta từng ở lăng mộ bàn hoàng mắng cha ngươi, thậm chí còn âm ông ta một lần kìa. Kết quả ta và Già Lam Minh Tôn đi ra khỏi ân khư, lão nhạc phụ tiện nghi kia phái người đuổi giết còn chưa đuổi tới, để chúng ta bỏ trốn mất dạng. Tính toán ra đại khái cũng tầm một canh giờ mới có thể chạy từ Sâm Lam Ma Điện tới nhân gian được. Chuyển Luân Vương Thần Điện ở tầng thứ 8 hàng cổ ma vực, cao hư hoan hỉ địa ngục còn sâu hơn cả Sâm Lam Ma Điện. Thời gian cần để từ nơi đấy tới nơi đây hẳn là không ngắn. Malazư đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn, đi theo hắn đi đến chỗ đầu Vạn Bảo Thánh Tượng. Lúc này hơi thở nữ thánh vương đã bị chuyển luân Tiểu Thánh Vương cắn nuốt, lại bị Diệp Húc luyện hóa, đã không còn hơi thở để ép, chỉ còn lại hơi thở những mảnh vỡ cái cấm bảo bán thành phẩm kia. Dựa vào Nghệ Hoàng Kim Tiễn thì đủ để có thể chống lại đầu thánh tượng. Bởi vậy tốc độ của bọn họ nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa hình thể bọn họ phục hồi như cũ, còn có thể dùng đến tu vi. Chiến một trận với chuyển luân Tiểu Thánh Vương, chỗ tốt quả nhiên thật rất nhiều. Bọn họ rút cuộc đến gần cái đầu cực lớn này, đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng lại giống to lên mà âm sung đãng, sóng xung kích ầm ầm lan ra khắp nơi, đánh thẳng tới hai người. Diệp Húc và Malazư lập tức tế kim tiễn lên, kích phát hơi thở cấm bảo ngăn cản sóng xung kích. Một khẩu đại đỉnh rộng vài dặm treo cao trên đỉnh đầu bọn họ, bảo vệ quanh thân, chống lại ma âm kéo đến. Đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng liên tục giống lớn, đánh đến đại đỉnh, khiến cho đại đỉnh cong cong vang lên, lắc lư không ngừng. Ma âm lại không thể nào đánh vào trong đỉnh tạo thành thiệt hại gì. Kiều đỉnh của Diệp Húc hợp lại làm một, uy năng mạnh mẽ, tuy rằng không thể trực tiếp chống lại mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm, nhưng đủ để bảo vệ hai người bọn họ. Tiếng giống của Vạn Bảo Thánh Tượng càng lúc càng yếu, ngược lại uy năng do Nghệ Hoàng Kim Tiễn tản ra lại càng ngày càng mạnh. Đầu của Thánh Tượng dù sao cũng chỉ là một mảnh trong gần trăm mảnh vỡ, cấm pháp chất chứa bên trong kém xa Nghệ Hoàng Kim Tiễn, mà trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn lại chất chứa 1/10 cấm pháp. Ở trên hơi thở dĩ nhiên hơn đầu Thánh Tượng một bậc, thậm chí có thể chấn áp cái đầu này xuống. Diệp Húc cảm giác được uy năng phát ra từ trong kim tiễn còn đang không ngừng tăng lên, thể tích kim tiễn càng lúc càng lớn,
hiện giờ đã dài đến 1 dặm. Kim quang chói mắt, đuôi vũ cũng đã phát sinh biến hóa, giống như phượng hoàng chi linh, tràn đầy từng tầng lửa cháy, tản ra liệt hỏa, có thể hủy diệt tất cả, đốt cháy cả hư không. Giả Lam Minh Tôn từng nói rằng, trong mũi tên này phong ấn một thứ rất mạnh, uy lực kim tiễn bày ra càng nhỏ, phong ấn càng vững chắc. Uy lực càng lớn, phong ấn lại càng lỏng lẻo, chỉ cần dùng một lần, phong ấn trong tên sẽ yếu đi một phần. Hiện giờ hơi thở cấm bảo của kim tiễn càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ nghĩa là thứ phong ấn bên trong sắp thoát khỏi phong ấn rồi hay sao? Diệp Húc mơ hồ cảm thấy có vài phần không ổn. Nghệ Hoàng đem thứ thần bí kia phong ấn bên trong hơn 10 vạn năm không chết, có thể thấy được thứ đó mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu thứ đó thoát khỏi phong ấn chấn áp, chỉ sợ dù Ứng Tông Đạo tới cũng không làm gì được nó. Không nghĩ nữa, chuyện này sao tính tiếp vậy? Lúc này thu lấy cái đầu thánh tượng này mới là quan trọng nhất. Diệp Húc toàn lực thúc giục Nghệ Hoàng kim tiễn, hơi thở cấm bảo chấn áp thiên địa, thậm chí ép cho đầu thánh tượng câm lại, một tiếng cũng không thể giống ra. Lập tức tế đại đỉnh lên, chụp xuống phía dưới, úp cái đầu lớn như núi này vào bên trong đỉnh. Bên trong đại đỉnh, cái đầu thánh tượng này vẫn không an phận như trước, điên cuồng đâm vào đại đỉnh, gần như đụng vỡ cửu đại lục địa trong đỉnh. Diệp Húc lập tức tế Nghệ Hoàng kim tiễn lên, cắm lên một tòa lục địa trong đỉnh, chấn áp đầu thánh tượng, lập tức kéo tay Ma La Dư hô lớn: "Chúng ta đi." Hai người liên thủ phóng lên cao, thẳng đến chỗ cái cửa động, khi Chư Vũ Mộc Vương phá tan chuyển lên Vương Thần Điện để lại đường cũ. Ma La Dư lưu luyến nhìn tòa thần điện này một cái, có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc, không thể thu những mảnh vỡ thánh tượng khác, cũng không lấy được thân thể nữ thánh vương. Chẳng lẽ đám bảo bối đó đều sẽ rơi vào trong tay Bình Đẳng Vương Thái Tử và Thạch Tinh Hải hay sao?" Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng Thạch Tinh Hải lựa chọn hoàn toàn ngược lại với hắn, hiển nhiên là nhìn đến đầu vạn bảo thánh tượng đại phát thần uy. Loại tình cảnh khủng bố này khiến hắn ta chùn bước, quay đi thu những mảnh vỡ cấm bảo khác. "Bọn họ còn chưa có bản sự này đâu. Trừ phi bọn họ có được cấm bảo không trọn vẹn, có thể đối kháng với mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng. Nếu không thì chẳng thể làm gì, có khi còn có thể bị đánh chết kìa." Hai người theo đường cũ trở về, Diệp Húc tế thuyền bồm lên, cùng Ma La Dư đứng trên bên trên, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền đi ngàn dặm, nhanh chóng lao ra khỏi Vu Hoàng Mai Cốt chi địa. Không qua bao lâu, liền rời khỏi biển oan hồn này. Ma La Dư không nói hai lời, lập tức tế lên ma đao, mở ra hư không, kéo Diệp Húc chui vào. Hai người liên tục hoành độ hư không, thay đổi hơn 10 phương vị, chạy ra xa ngàn vạn dặm, rời xa biển oan hồn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta liên tục nhảy ra nhiều không gian như vậy, chuyển luân đại thánh vương hẳn là không biết chúng ta đi tới nơi nào." Diệp Húc chớp động ánh mắt cười nói. Trong biển oan hồn, một người đàn ông trung niên hoàng tộc đế thích có thân hình cao lớn khôi ngô đi ra từ trong chuyển luân vương thần điện, bốn gương mặt vô cùng âm trầm. Hắn lắc mình một cái, liền bước ra khỏi Vu Hoàng Mai Cốt chi địa, bước thêm một bước nữa, liền đi ra khỏi biển oan hồn. Tám con mắt của hắn chớp động nhìn lên trời. Trên thì nhìn trời, thấu triệt cửu tiêu, dưới nhìn đất, nhìn xuống hoàng tuyền. Ánh mắt sâu thẳm đạt đến vạn trượng ở dưới lòng đất, cao thấp trái phải, bốn phương tam hướng, tất cả mọi thứ đều rơi vào trong mắt của hắn. Chỉ thấy bên trong đồng tử mắt hắn phản ánh ra dao động của hư không xung quanh, rồi đột nhiên một vết rách không gian đã khôi phục hiện ra trong mắt của hắn. Đây là hư không mà Ma La Dư đã bổ ra, nhưng dù hư không tự chữa trị thì vẫn để lại một vết tích không thể xóa đi. Loại vết tích này người bình thường vốn không thể phát hiện, nhưng trong mắt của hoàng tộc đế thích này thì lại vô cùng rõ ràng. "Thế gian này không có kẻ nào có thể giết con ta rồi mà trốn thoát khỏi tay ta được." Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra, thân hình xâm nhập vào trong hư không, biến mất không thấy nữa. "Thực lực của nhân hoàng chúng ta không thể tưởng tượng được, thậm chí có thể theo vết rách không gian đã khôi phục mà tìm được dấu vết để lại. Do đó tìm được hư không chúng ta từng xé vỡ, nơi chúng ta đi. Trừ phi chúng ta rời đi quá lâu, không gian hoàn toàn khôi phục lại, như thế mới có thể trốn thoát khỏi sự truy tung của nhân hoàng được." Mà lúc bấy giờ, Ma La Dư lắc đầu nói tiếp: "Lấy thực lực của chuẩn luân đại thánh vương, hẳn là nhanh chóng sẽ truy tung đến nơi đây thôi." Diệp Húc khẽ nhíu mày, sự hùng mạnh của nhân hoàng hắn đã từng chứng kiến một lần. Lúc trước nhân hoàng hạ gia ở xa tận Trung Châu, một bàn tay to liền hoành sơn đoạn mạch, thò ra đến ngàn vạn dặm truy kích Diệp Húc, thậm chí thò đến tận trong hàng của ma vực. Nếu không phải tốc độ Diệp Húc rất nhanh, lúc ấy chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của nhân hoàng. Chỉ có một cách mới có thể tránh được sự đuổi giết của nhân hoàng, đó là trốn ở nơi hư không yếu nhất. Ở đó hành độ hư không vô cùng yếu ớt kìa. Ma La Dư giả hoạt cười: "Ta biết một chỗ, nơi đó hư không vô cùng yếu, thậm chí là tiểu vũ sĩ Tam Đan Cảnh cũng có thể đánh vỡ hư không. Cách nơi đây không xa đâu. Cái nơi đó khắp nơi đều là dấu vết không gian rách nát, rậm rạp chi chít, nhiều đếm không xuể.
Khi cha ta còn trẻ, từng bị một vị nhân hoàng đuổi giết, chính là dựa vào chỗ kỳ lạ đó mà thoát khỏi vị nhân hoàng kia. Sao? Thật không ngờ, lại có người dám đuổi giết ma hoàng sao? Diệp Húc vô cùng tò mò, cười hỏi, người đó là ai vậy? Là Diêm Phù Đề điện chủ. Malazu bay đi phía trước, cười nói, người này trước đây rất sớm đã tu thành nhân hoàng đỉnh phong rồi, đáng tiếc chậm chạp không thể bước ra một bước cuối cùng thành tựu vu hoàng được. Sau khi cha ta thành vu hoàng rồi, từng đi tìm ông ta để trả thù, nhưng Diêm Phù Đề điện chủ thần thông quảng đại, không ngờ đã rời khỏi Diêm Phù Đề thần điện trước, ngay cả cha ta cũng không tìm thấy tung tích của ông ta đâu cả, chẳng thể làm gì được ông ta cả. Diêm Phù Đề điện chủ cũng là một thế hệ nhân kiệt. Diệp Húc không khỏi tán thưởng. Địa phương như lời Malazu nói cách không xa, hai người nhanh chóng tới được nơi đấy. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi này khủng bố vô cùng, khắp nơi đều là những vết rách không gian, trời cao mặt đất nơi đây đều bị xé rách. Hơn nữa, vết rách cũ biến mất, vết rách mới sinh ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi bất tận. Thiếu Bảo, nhìn ra chỗ của quái chưa? Malazu chớp chớp mắt cười nói. Diệp Húc nhíu mày, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, hắn cười đáp, quả thật có chút cổ quái, hàng của ma vực khắp nơi đều là ma khí, gần như không có linh khí kìa. Dù có linh khí sinh ra cũng sẽ nhanh chóng bị chuyển hóa thành ma khí, mà nơi đây lại có linh khí tồn tại. Coi như người thông minh. Malazu cười nói, cha ta nói hàng rào không gian nơi đây cực kỳ mỏng manh, nguyên nhân là vì thế giới hàng của ma vực va chạm với thế giới vu hoang, hai cái cùng tụ lại. Ông còn nói sớm muộn gì cũng có một ngày hàng của ma vực và thế giới vu hoang sẽ hoàn toàn tương thông, sáp nhập lại là một thế giới lớn, nhưng đó là chuyện của hàng tỷ năm sau. Chúng ta căn bản không sống được đến lúc đó, đã sớm hóa thành một đống xương khô rồi. Diệp Phúc đột nhiên buông lỏng khí thế của hắn không ngờ lại ép cho hư không nứt ra từng khúc, khủng bố như liệt hỏa minh tôn vậy. Hắn khẽ búng ngón tay, chỉ thấy không gian trước mắt hắn lập tức vỡ ra, xuất hiện một vết nứt dài đến vài dặm, không gian nơi đây vô cùng yếu ớt, lại bị một búng tay của hắn mà nứt ra. Không gian nơi này yếu như thế, chỉ sợ vu sĩ tam lan cảnh cũng có thể đánh nát hư không, hoành độ không gian. Dị tượng nơi này đủ để cho chuyển luân đại thánh vương không biết đến tụt cùng là chúng ta ở nơi nào. Chuyện không thể chậm trễ, đi thôi. Malazu lập tức dựng thẳng ma đao lên, mở ra hư không, kéo Diệp Húc lắc mình tiến vào trong đó. Bọn họ chân trước vừa đi, chuyển luân đại thánh vương liền truy tìm dấu vết hư không mà Malazu và Diệp Húc để lại, liên tục hoành độ, rốt cuộc đuổi tới mảng hư không vỡ nát kia. Bốn gương mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt hắn, hư không nơi này chảy đầy vết nứt rách, rậm rạp chi chít, nhiều không đếm xuể, khiến hắn hoàn toàn mất đi tung tích Diệp Húc và Malazu. Còn nhà đầu chết tiệt kia, thật khó chơi. Chuyển luân đại thánh vương giận dữ, thét lên một tiếng. Ông ta vô cùng tức giận trong lòng. Hư không sụp xuống từng mảng, dãy núi sụp đổ, đất đai hóa thành hư không. Trong chớp mắt, không gian trăm ngàn dặm đột nhiên biến mất, hóa thành một cái động lớn tối đen. Chỉ có một mình chuyển luân đại thánh vương đứng ở giữa cái động đấy. Ma hoàng, con gái tốt ngươi dạy dỗ đấy. Con gái của ngươi cùng người khác giết con ta. Ta sẽ giết sạch tất cả con của ngươi, cho ngươi cũng nếm thử nỗi đau mất con này. Hắn tức giận rít gào, lắc mình rời khỏi nơi đây. Qua hồi lâu, hư không nơi này khép lại, mặt đất dãy núi đều xuất hiện, khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này là nơi nào vậy? Diệp Phúc nhìn quanh, chỉ thấy nơi hắn đi theo Malazu tiến vào, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, chim hót líu lo, non xanh nước biếc, một dòng thác lớn từ trên vách núi cao vài trăm thước lao xuống. Nước sông từ trong dãy núi chảy ra, hợp lại vào trong một cái hồ nước giữa núi. Hàng của ma vực luôn là một vùng đất cằn cỗi, tràn ngập ma khí, không ngờ đây lại vô cùng phong cảnh, giống như thế ngoại đào nguyên trong ma vực. Cảnh sắc đẹp đẽ làm cho người ta lưu luyến quên đường về. Nơi đây là một hành cung của ta. Malazu nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ thấy trong núi cách đó không xa hiện lên một tòa cung điện trắng lệ. Vài cô gái Atula xinh đẹp bay tới, vạt áo phất phới, váy lụa bay bay, đẹp không sao tả xiết, tới trước mặt Malazu, rồi đều từ từ cúi chào một cái, miệng gọi công chủ. Malazu vô cùng đắc ý, làm cho chúng nữ đứng dậy, cười ngâm ngâm nói, đây là một di tích tượng cổ ta tìm được, bên trong vốn đã trống không rồi, ta hứng lên ở lại, là một nơi cư trú cho mình. Chúng nữ vây lên, ôm lấy Diệp Húc và Malazu, bay đến cung điện trong núi kia. Trong đó một cô gái liếc mắt nhìn Diệp Húc, đảo mắt, mân miệng cười nói, vị tôn khách này, ngài là nam tử đầu tiên bước vào nơi đây, chẳng nhẽ là ý trung nhân của công chủ, cô gia tương lai của chúng ta hay sao? Malazu vốn đang cười, nghe nói như thế, sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nói, lắm miệng, kéo nó xuống, băm ra, ta lại muốn xem, nó còn có thể tiếp tục trêu đùa bản cung hay không?
Cô gái kia sắc mặt kịch biến, thân hình run run, cuống quýt quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ. Hai thiếu nữ Atula tiến lên bắt lấy nàng, liền định kéo xuống mang đi băm nát. Diệp Húc có chút không đành lòng, lắc đầu nói: cô ấy chẳng qua chỉ là vô ý mà thôi, cần gì vì một chuyện nhỏ mà giết người như vậy. Ma La Dư nghe nói như thế, băng hàn trên mặt biến mất, miệng cười tươi dịu dàng nói: đều theo ngươi. Dứt lời phất phất tay nói: thả ra. Vài thiếu nữ Atula liếc nhau, lặng lẽ thẻ lưỡi, không dám nói lời nào. Diệp Phúc và Ma La Dư tiến vào tòa cung điện kia, lập tức bế quan, tính toán luyện hóa đầu vạn bảo thánh tượng. Ma La Dư không quấy rầy hắn, cũng bế quan khổ tu. Diệp Phúc xử lý Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên đều rơi vào trong tay của Ma La Dư, vu hồn giới thì vào tay của Diệp Phúc. Ma La Dư cũng cần thời gian luyện hóa kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân và thiên địa pháp tướng thứ hai, chỉ e uy lực của nó không hề kém Liệt Hỏa Minh Tôn của Diệp Phúc, thậm chí có khi còn hơn hẳn hắn. Diệp Phúc khoanh chân ngồi ở phía trên một cái cự đỉnh có chu vi vài dặm. Bên trong cự đỉnh phía dưới, những phiến đại lục lơ lửng bên trong mây mù, nhật nguyệt tuần hoàn chiếu rọi đại lục. Mà ở trên khối đại lục ở giữa nhất, đầu của vạn bảo thánh tượng yên lặng xuống, bị Nghệ Hoàng Kim Tiễn áp chế. Vô số dòng khí nhiều màu tràn ngập mọi nơi, rực rỡ như một con khủng tước xòe đuôi. Đây là tài liệu thần phẩm cần có để luyện chế cấm bảo ngũ hành kim khí. Mỗi một đạo kim khí đều vô cùng nặng, vượt xa tức nhưỡng kim tinh khí, như rồng, như rắn, như rùa, như tước, như hổ, uy thế kinh người. Nhưng ngũ hành kim khí sinh sinh tương khắc, những kim khí đó dung hợp lại khiến cho người ta cảm thấy không hề nặng chút nào. Dĩ là thiên địa tháp tế. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, một tòa bảo tháp 9 tầng hiện lên, gào thét xoay tròn, rơi xuống đầu vạn bảo thánh tượng. Tòa bảo tháp này mỗi khi xoay một vòng, hình thể lại khổng lồ thêm một phần. Chờ khi dừng ở phía trên đầu thánh tượng, nó đã to như một ngọn núi. Ở dưới đế bảo tháp truyền đến lực hút vô tận, cuộn ngũ hành kim khí lên hút vào trong tháp. Diệp Phúc giơ tay chỉ ra, chỉ thấy ngọc lâu bay ra, trong đó một tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh không trụ quang đại trận bay ra, nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp, khiến bảo tháp mọc ra tầng thứ 10, 11. Chỉ có điều, hai tầng bảo tháp mới xuất hiện này chỉ là ảo ảnh, dường như không phải chân thật vậy. Ngũ hành kim khí giống như thủy triều tuôn vào bên trong bảo tháp, chỉ thấy ảo ảnh, hai tầng kia nhanh chóng từ hư chuyển thật, càng ngày càng chắc chắn. Ngũ hành kim khí thậm chí còn bổ sung thêm vào trong 9 tầng kia, khiến cả tòa bảo tháp như thay da đổi thịt, uy năng càng ngày càng mạnh, nhanh chóng lên gần bằng uy năng của kiều đỉnh Chấn Thần Châu. Trong ngọc lâu, số tài liệu không đếm được đều trào ra, hòa tan phân giải, khiến cho bảo tháp càng thêm chân thật, không gì phá nổi. Qua hồi lâu, Di La Thiên Địa Tháp cuối cùng ngừng hấp thu ngũ hành kim khí. Một luồng hơi thở thuộc về cấm bảo truyền đến, Diệp Húc cũng không có dừng lại, bỗng tế Nghệ Hoàng Kim Tiễn lên, bắn đến đầu vạn bảo thánh tượng. Oanh một tiếng, cái đầu cực lớn này bị Nghệ Hoàng Kim Tiễn bắn cho dập nát tại chỗ. Vô số ngũ hành kim tinh khí tuôn ra khắp nơi. Cái đầu tượng này vốn bị Nghệ Hoàng Kim Tiễn chấn áp, lại bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt đi nhiều ngũ hành kim khí, uy năng không còn lớn bằng trước, lúc này cuối cùng cũng bị Diệp Húc đánh vỡ. Nữ Thánh Vương, dùng mày để luyện chế cấm bảo, hiện giờ mày cũng dung nhập vào bên trong bảo tháp của ta đi. Không ngờ hắn lại đánh nát mảnh vỡ cấm bảo bán thành phẩm, luyện vào bên trong bảo tháp của mình, nâng cao uy năng của bảo tháp lên. Cái đầu tượng vỡ vụn ở dưới sự nung đốt của Thái Dương Chân Hỏa không ngừng tan chảy, lỏng như nước, bị pháp lực của Diệp Húc cuộn lên, chảy vào Di La Thiên Địa Tháp. Vạn bảo thánh tượng chính là do chuyển luân nữ thánh vương luyện chế, tài liệu trong nó cực kỳ cao. Ngoài ngũ hành kim khí, những bảo vật khác đều là những bảo vật có một không hai, hiếm có khó tìm. Hiện giờ những tài liệu đó bị Diệp Húc luyện vào trong bảo tháp, khiến chất lượng và uy năng của bảo tháp điên cuồng tăng lên, liền tăng vọt lên tam tương chi bảo đỉnh phong. Đáng giận, Di La Thiên Địa Tháp thăng cấp lên so với kiều đỉnh còn khó khăn hơn không ít kìa. Diệp Phúc nhíu mày, lướt xuống đại lục phía dưới một cái, chỉ thấy trên đó còn lại không ít ngũ hành kim tinh khí, không có bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt điện hóa. Mơ hồ hắn cảm giác được trong hư không tối tăm một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, vô cùng khủng bố, so với sức mạnh của bất cứ một vị phu hoàng nào, của bất cứ một kiện cấm bảo nào đều phải mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ. Chứng đạo chỉ bảo của Di La Thiên Yêu Đế, Di La Thiên Địa Tháp chân chính. Hắn luyện bảo tháp đến 11 tầng, có cảm ứng với chứng đạo chi bảo mà Di La Thiên Yêu Đế để lại, càng thêm chặt chẽ, đã đến mức có thể cảm ứng được cái chứng đạo chi bảo này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Diệp Húc kích động vạn phần, hắn cách tam thập tam thiên Di La Thiên Địa Tháp lại thêm một bước nữa. Đây là loại sức mạnh hùng mạnh biết bao, ta cảm giác được kiện vu bảo này, nếu như rơi xuống thế gian, thế giới vu hoàng,
chỉ e rằng cương vực lãnh thổ vô tận của thế giới vô hoang cũng không thể chịu đựng nổi, đều phải sụp xuống mà hủy diệt. Không biết hiện giờ lấy tu vi của ta có thể triệu tập được ảo ảnh tam thập tam thiên Di La Thiên Địa Tháp hay không. Sau lưng Diệp Húc lập tức hiện lên bảy mặt trời bay lên, thiêu đốt pháp lực, tiếp theo cùng Di La Thiên Địa Tháp cảm ứng, cưỡng ép triệu tập ảo ảnh tòa chứng đạo chi bảo này giáng đến. Trong hư không, một luồng sức mạnh vĩ đại từ trong vũ trụ truyền đến hàng cổ ma vực, lướt qua tầng lớp tinh hệ tinh đấu, đánh nát tầng tầng không gian, cách hàng cổ ma vực càng lúc càng gần. Đây là ảo ảnh chứng đạo chi bảo của thiên đế bị Diệp Húc cưỡng ép kéo đến. Không xong, tu vi của ta vẫn chưa đủ để triệu hóa ảo ảnh tam thập tam thiên Di La Thiên Địa Tháp đến đây. Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm trán Diệp Húc, hắn cưỡng ép triệu hoán thiên đế chứng đạo chi bảo, tiêu hao tu vi gần như không thể tính toán được, ngay lập tức liền gần như tiêu hao sạch sẽ tu vi của hắn. Hắn vội vàng ngừng lại, chỉ cảm thấy luồng lực lượng kia tán đi, trở về bên trong tam thập tam thiên Di La Thiên Địa Tháp, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy một cái kiểu giai thuần dương linh mạch ra khôi phục tu vi đã tiêu hao đi. Hắn triệu tập ảo ảnh của thiên đế chứng đạo chi bảo, dọc theo đường đi kinh động không ít nhân vật mạnh mẽ trong vũ trụ thời không, đều phóng thần niệm ra xem xét, lập tức bị dọa cho vội vàng nấp đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Chờ ảo ảnh Di La Thiên Địa Tháp tán đi, những nhân vật hung mạnh đó mới dám lộ mặt ra. Không biết bao nhiêu luồng thần niệm mạnh mẽ nhanh chóng trao đổi, xung đãng trong vũ trụ tinh không, nhấc lên những cơn gió lốc vô hình. Đó là thứ gì vậy? Thật khủng bố. Thứ đó mới chỉ là ảo ảnh, nếu thực thể giáng xuống, chỉ e rằng còn chưa đi đến bên cạnh người ta thì đã đè chết ta rồi. Trong thiên địa này sao lại có thứ khủng bố như vậy? Quá nghịch thiên rồi. Cha, nhất định phải cha xem thứ đó từ đâu mà đến. Thêm nữa là bị ai triệu hoán nữa kìa. 2 tháng qua đi, Ma La Dư cuối cùng cũng luyện hóa kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, tin tưởng không khỏi tăng vọt lên. Tiểu tử thối, hôm nay dù thế nào ta cũng phải đánh cho ngươi chịu nhận thua, cam tâm tình nguyện gọi ta là tỷ tỷ. Cho dù ngươi lấy Liệt Hỏa Minh Tôn ra cũng không còn là đối thủ của ta nữa kìa. Nàng ta hứng chí bừng bừng đi thẳng đến nơi Diệp Húc bế quan, trong tâm vui mừng vô hạn, trực tiếp đá văng cửa ra vào, xông vào. Chờ đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy nơi Diệp Húc bế quan đã trống không. Nàng vội vàng lao ra tìm kiếm xung quanh, lục soát khắp tòa cung điện này, thần niệm bao phủ dãy núi cũng không phát hiện được tung tích của Diệp Húc. Cung chủ, tôn khách đã rời đi rồi. Một nàng thiếu nữ Atula lén lút nhìn thoáng qua sắc mặt không vui của Ma La Dư, vội vàng cẩn thận nhỏ giọng và giải thích nói: vì sao các ngươi không giữ hắn lại? Ma La Dư trong lòng vừa tức lại vừa tủi thân, giận dữ nói: cung chủ đối đãi với tôn khách tốt như vậy, trăm ý ngàn thuận, nô tỳ làm sao dám ngăn cản đây? Nàng thiếu nữ Atula kia vội vàng quỳ xuống, những thiếu nữ khác thấy thế cũng đều quỳ xuống, chán cúi thấp, nơm nớp lo sợ. Cô gái kia đánh bạo nói: tôn khách là người quan trọng của cung chủ, chúng nô tỳ cẩn thận hầu hạ còn không kịp. Khi tôn khách đi, nói có một đồ vật đưa cho cung chủ. Rồi nàng ta lấy ra một cái ngọc điệp hình dạng như vòng tròn, trên ngọc điệp ảo ảnh của Diệp Húc nhẹ nhàng đứng đấy, quần áo màu lam, thanh tú tuấn lãng. Ma La Dư nhận lấy ngọc điệp, đột nhiên chỉ thấy oành một tiếng vang lên, ngọc điệp nổ tung, ảo ảnh Diệp Húc càng lúc càng lớn, lớn lại như người bình thường, giơ một tay ra chậm rãi điểm tới mi tâm của Ma La Dư. Ma La Dư không tránh cũng không né, để cho ngón tay kia điểm lên mi tâm của mình. Lập tức những dòng tin tức phức tạp khổng lồ truyền vào trong não của nàng. Những tin tức đó chính là một bộ cấm pháp tên là Cửu Chuyển Nguyên Công, có tổng cộng 8 tầng, đủ để cho người ta tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong, có thể trở thành nhân vật như Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Hắn biết thân ngoại hóa thân của ta chính là kim thân của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, không có Cửu Chuyển Nguyên Công thì sẽ không thể khiến pháp lực của cái thân ngoại hóa thân này sinh sôi không ngừng được, cho nên mới để lại môn cấm pháp này cho ta. Trong lòng Ma La Dư vô cùng phức tạp, qua thật lâu sau, buồn bã thở dài một tiếng, lấy ra một khối bảo ngọc, tâm niệm khẽ động, cũng đem bảo ngọc tạo thành bộ dạng của ngọc điệp, giao cho cô gái Atuna kia khẽ nói: người lặng lẽ đưa đến Hoàng Tuyển Ma Tông giao cho hắn, nhớ kỹ, tôn khách tên là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, cái ngọc điệp này nhất định phải tự tay giao cho hắn, tuyệt đối không thể để mất được. Cô gái Atuna kia cẩn thận nhận lấy ngọc điệp, không người thi lễ, xoay người rời đi. Ma La Dư nhìn nàng ta rời đi, thầm nghĩ: người tặng ta Cửu Chuyển Nguyên Công, ta đáp lễ lại là Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển. Đây là tấm pháp cha ta sáng tạo ra, tuy không phải là cấm pháp hoàn chính, nhưng hắn là với khiếm khuyết tấm pháp của ngươi có thể khắc chế được. Thưa cung chủ, có tôn khách tới. Đột nhiên Ma La Dư thấy cô gái Atula kia vội vàng chạy về, trông chợt vui vẻ, cười khanh khách nói: tôn khách ư, chẳng lẽ tên tiểu tử thối đó đã trở lại sao? Người nói cho hắn ta dặn rồi, không gặp.
Lúc này, chợt nghe một tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền đến. Trong di tích tượng cổ này, đột nhiên dâng lên một vầng trăng sáng rọi. Một thiếu phụ tao nhã tuyệt thế bước ra từ trong trăng, một bước liền đi đến trước người Malazu, kéo lấy tay của cô ta, cười ngâm ngâm nói: "Dư Nhi, con định không gặp tên tiểu tử thối nào vậy? Khi nào thì dẫn đến gặp Dư nhỏ đây? Để Dư nhìn xem là hào kiệt phương nào. Thật không ngờ lại khiến cho Dư Nhi của ta nhớ mãi không quên như vậy." Nàng ta phong tư chắc tuyệt, giống như tinh linh do trăng sáng trên trời cao hóa thành, giáng xuống thế gian, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng thánh khiết. Sắc mặt của Malazu đỏ lên cười nói: "Làm gì có tên tiểu tử thối nào? Dì nhỏ, dì sao lại rảnh rỗi đến cho con như vậy?" Nàng ta vẫy vẫy tay, nói với thiếu nữ Atula kia: "Người đi làm chuyện của mình đi. Dì nhỏ, mời bên này." Nàng dẫn vị thiếu phụ tao nhã tuyệt thế kia vào trong cung chính. Chỉ nghe thiếu phụ kia cười nói: "Dì đến còn không phải là vì có việc cần tìm cha con để thương lượng hay sao? Tuy rằng dì cùng mẹ cháu là thi tử của ông ấy, đáng tiếc ta ở tại thế giới vô hoang. Muốn tìm ông ấy còn phải vượt qua trăm sông ngàn núi, một đường đi qua chỗ con, nên đến xem con có ở hay không." "Dì nhỏ, dì là nhân hoàng tuyệt đỉnh, chút chặng đường đó đối với dì mà nói chỉ cần một nén hương thời gian là đi đến rồi." Malazu tranh thủ nịnh nọt, rất khác với bộ dạng sát phạt quyết đoán lúc trước. Nàng cười nói: "Dì nhỏ, rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà làm phiền dì tự mình lên đường thương nghị cùng cha con như vậy?" Vì thiếu phụ phong hoa tuyệt đại kia thở dài, mày liễu nhíu lại, lên tiếng: "Còn không phải là chuyện Thái Dương Thần Cung phái người đến cầu hôn thông gia hay sao? Đông hoàng của Thái Dương Thần Cung phái người đến du thuyết, nó là trong cung của hắn ta xuất hiện một vị con cháu tuyệt hảo, có một không hai, tên là Đông Hoàng Mục, cầu hôn một nữ đệ tử xuất sắc nhất trong cung ta, hai nhà thông gia. Thái Dương Thần Cung làm thế, một là vì liên minh, hai là để lấy được tâm pháp của cung ta. Chuyện này thực làm cho người ta khó xử, gì cũng sợ muộn, bởi vậy mới muốn tìm cha con thương nghị, nhân tiện hỏi thăm đại tỷ." "Cha con không ở cung chủ, nhưng mẫu hậu lại đang chủ trì đại cuộc Xâm La Thần Điện." Ánh mắt của Malazu sáng lên cười nói: "Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung, hai đại phiệt đại ma đạo, tâm pháp từng sinh từng khắc. Con từng nghe người ta nói, nếu tâm pháp hai đại ma cung này có thể hợp làm một, song tu luyện, tất sẽ là tâm pháp lợi hại nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất trên trời dưới đất này. Dì nhỏ, nếu như Thái Dương Thần Cung đã đưa ra đám hỏi, đó chính là chuyện tốt rồi. Bọn họ có thể có được tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung, các dì cũng có thể lấy được tâm pháp của Thái Dương Thần Cung mà." Thiếu phụ kia lắc đầu cười nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy, ta nên thương nghị cùng cha con mới phải. Nếu là bỗng nhiên đồng ý sớm với đệ tử Thái Dương Thần Cung, khiến Thái Dương Thần Cung xuất hiện một vị vua hoàng, chẳng phải là tìm thêm một đối thủ cho cha con hay sao? Nhưng nếu cha con không ở đây, dì đi bàn bạc với đại tỷ một phen vậy." Nàng lại chuyển câu chuyện cười nói: "Nhà đầu chết tiệt kia, tên tiểu tử thối con vừa nhắc tới kia rốt cuộc là ai vậy? Con đừng mong chuyển đề tài." "Đánh chết con cũng không nói đâu." Malazu hiên ngang lẫm liệt nói: "Vậy thì đánh cho gần chết thì sao?" Mà cũng lúc này, Diệp Phúc xé vỡ hư không, rời khỏi hàng cổ ma vực. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, chỉ thấy cửa động hư không dần dần khép lại, trong lòng lặng lẽ nói: "Cô bé, không phải ta muốn đi, mà là không thể không đi, bởi vì ta thật sự không muốn giết em. Ta đã không thể kiềm chế tâm ma, không thể áp chế được sát khí trong lòng nữa rồi." Diệp Phúc mở miệng gầm lên, đôi mắt đỏ sậm lại, giống như hai miệng núi lửa vậy, như kiểu sắp bị nung chảy ra. Trong đôi mắt của hắn, hai dòng Thái Dương Thần Quang bắn ra, xẹt một tiếng cắt qua trời cao. Hai dòng thần quang đó dài đến mấy trăm dặm, xuyên thủng không trung, chỉ thấy bên trên trời cao, đại hỏa lập tức cường ngực thiêu đốt, biển lửa lan tràn ra trăm dặm. Ầm ầm. Trong khí thế phía sau Diệp Phúc, tám mặt trời đồng thời xuất hiện, cuồn cuộn chói chang. Tám con kim ô khiến thế giới do khí thế nguyên thần của hắn mở ra, cháy thành một mảnh lửa đỏ. Mặt đất bốc cháy, vô số dị thú viễn cổ bị liệt hỏa đốt cho chết cháy. Trên bầu trời, những ngôi sao bị ngọn lửa đốt chảy ra, những tòa tinh đấu hòa tan biến thành một thế giới tràn đầy lửa cháy. Mà thập phương u minh Malazu phong ấn bên trong thế giới của hắn cũng bị ngọn lửa đốt cho tan chảy, hóa thành nước đồng, nước thép đậm đặc. Ở trong di tích tượng cổ của Malazu, Diệp Phúc sau khi khôi phục tu vi liền phát hiện bản vương khai thiên kinh bắt đầu không nhận sự khống chế của hắn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến tu vi của hắn liên tục tăng lên, rốt cuộc khiến mặt trời thứ 8 được sinh ra. Lúc ấy Diệp Phúc gần như không thể kháng cự, khắc chế được sát ý minh mông, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, để lại một cái ngọc điệp cho Malazu rồi rời đi. "Trở về phải nhanh chóng tìm được ứng sư huynh, chỉ có hắn mới có thể giúp ta trấn áp tâm ma này."
Diệp Húc khổ sở trấn áp tâm ma, nhưng vẫn là khi thì tỉnh táo, khi thì hóa ma. Cuối cùng trong tâm hắn còn có một phần định lực, có thể kiềm chế mình không đại khai sát giới. Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh thật quá mạnh, đè ép các tâm pháp khác, thậm chí cả Đại Tiểu Chu Thiên Cấm Pháp cũng không thể chống lại được. Trong thế giới sau lưng của hắn, rất nhiều ngôi sao bị lửa đốt chảy ra, hóa thành những sao băng kéo theo cuồn cuộn khói đặc rơi xuống khỏi bầu trời, va vào mặt đất tạo nên những cái hố thật lớn, đập cho mặt đất nặn dạn nứt ra. Đây là một cảnh tượng diệt thế khủng bố vô cùng, thậm chí Ngọc Thụ Nguyên Thần của hắn cũng bị bao phủ bên trong đám cháy kia, cành lá khô vàng, không còn tươi tốt, sức sống bừng bừng như trước nữa. Gì là Thiên Địa Tháp, Kiều Đình Chấn Thần Châu? Diệp Húc thừa dịp trong phút chốc khi bản thân khôi phục tỉnh táo kia, tế hai món bảo vật lên chấn áp thế giới đang sụp đổ của mình kia. Hai bảo vật này có uy năng vô tận, định trụ 8 mặt trời và 8 con kim ô, nhốt chúng ở giữa không trung. Thậm chí cả ngọn lửa cháy khắp trời kia cũng bị định trụ, thế giới đang sụp đổ cũng trong giây lát đó ngừng lại. Hắn tế hai đại vu bảo lên, phong ấn tu vi mình lại. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, ta tự khóa tu vi lại, hẳn là có thể tạm hoãn tàu hỏa nhập ma, đủ để ta đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Nhưng mà bản Vương Khai Thiên Kinh vẫn đang không ngừng vận chuyển, khiến tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, đã gần đến nguyên thần ngũ phẩm. Bản Vương Khai Thiên Kinh mà hắn sáng tạo ra có dung hợp rất nhiều tâm pháp, tốc độ tu luyện cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Rất nhiều cao thủ tam thần cảnh tiêu phí hơn 10, thậm chí cả 100 năm khổ tu mới có thể tiến thêm một bước, mà Diệp Húc tu luyện đến nguyên thần tứ phẩm lại chỉ cần hơn 1 năm. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, tuy Diệp Húc tự phong ấn tu vi lại, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn dương khí đặc đến cực điểm. Chân hỏa cháy hừng hực, vô cùng mãnh liệt. 10 dặm quanh thân hắn bị chân hỏa lướt qua, lập tức bốc lên đám lửa hừng hực, lửa cháy ngập trời. Nếu ta tu luyện đến nguyên thần cửu phẩm, chỉ sợ thế giới do khí thế của ta mở ra sẽ xuất hiện cảnh tượng 10 mặt trời cùng xuất hiện, đốt cháy, đốt sập toàn bộ thế giới. Diệp Húc đứng ở trong đại hỏa, trong lòng âm thầm tính toán, 10 mặt trời cùng ra gần như là xu thế không thể nghịch chuyển, chỉ cần bản Vương Khai Thiên Kinh còn vận hành, sớm muộn gì cũng có một ngày trong thế giới của hắn, 10 mặt trời sẽ đồng thời xuất hiện. Lần đầu tiên khi Ma La Dư gặp ta, có từng nói, nếu 10 mặt trời cùng ra, ta sẽ bị lửa cháy đốt thần, ngay cả Ngọc Thụ Nguyên Thần của ta cũng bị thiêu cháy. Không chỉ như thế, lửa thậm chí còn có thể hòa táng thân ta, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Diệp Húc bình ổn tâm thần, không chút kinh hoàng. Hắn cách tình cảnh 10 mặt trời cùng ra, lửa cháy đốt thần còn một khoảng cách nữa, chỉ cần dùng Di La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh áp chế tốt, tất có thể khiến cho hắn ung dung trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông tìm Ứng Tông Đạo cứu mệnh. Lấy tu vi thông thiên triệt địa kia của Ứng Tông Đạo, dù không thể thay đổi bản Vương Khai Thiên Kinh, hoàn toàn loại bỏ đi khiếm khuyết của môn tâm pháp này, cũng có thể giúp hắn trấn áp tâm ma. Cho dù 10 mặt trời cùng ra cũng không thể làm thương đến hắn chút nào. Hắn rời khỏi hàng của ma vực, nơi xuất hiện là lãnh thổ Đại Đường, cách Hoàng Tuyển Ma Tông một khoảng cách cực kỳ xa. Thực lực Diệp Húc tuy mạnh nhưng chưa tu luyện đến loại trình độ cao như Nhân Hoàng này. Thần niệm Nhân Hoàng đỉnh phong xuyên thấu hư không, định vị thế giới khác, có thể nhanh chóng tìm ra phương vị mà mình muốn đi, sau đó vượt qua không gian một bước liền tới. Mà Diệp Húc hiện giờ chưa đạt tới loại trình độ này, bởi vậy sau khi ra khỏi hàng của ma vực cũng không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào. Thậm chí có người xuyên qua hư không, không cẩn thận tiến vào nơi hiểm ác như Ân Khư, chưa biết gì liền chôn thân ở trong đấy. Loại chuyện đen đủi này cũng không hiếm thấy trong thế giới vô hoang. Diệp Húc đi nhanh đến phía trước. Hiện giờ hắn tự phong ấn tu vi, không thể dùng chút pháp lực nào, không thể xé rách hư không, trực tiếp giáng đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Nhưng thân thể của hắn mạnh mẽ, tốc độ vô cùng nhanh, một bước liền bước ra hơn vài dặm. Lấy loại tốc độ này của hắn, nhiều nhất là nửa ngày sẽ rời khỏi Đại Đường, tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn. Nơi hắn đi qua, đỏ hồng một mảnh, biển lửa hừng hực, tất cả đều điên cuồng thiêu đốt, giống như một con hỏa long dài đến mấy ngàn dặm, thật là đồ sộ. Mặc dù sắp tẩu hỏa nhập ma, Diệp Húc cũng không nguyện phản lại nguyên tắc của mình. Dọc đường đi đều theo những nơi hoang vu hẻo lánh, tránh cho chân hỏa tràn ra quanh thân mình, đốt cháy thôn trang thành quách của phàm nhân, vô duyên vô cớ lại tạo ra sát nghiệp. Hơn nữa, hắn còn lo lắng nếu mình giết người sẽ dẫn dụ sát khí trong tâm, không thể ngăn chặn được sát khí nữa, hoàn toàn nhập ma. Hắn đi qua những con sông, những ngọn núi, nơi nào đi qua, dãy núi xanh mướt bị chân hỏa của hắn đốt thành đất trống, sông lớn bị bốc hơi khô cạn, nhiều sơn tiêu, lang tinh tu luyện thành công trong núi đều bị chân hỏa quanh thân hắn đốt chết. Yêu nghiệt phương nào dám ở trước mặt các cao thủ Thiên Sách Phủ chúng ta đuổi bốn thần thông sao? Trong những ngọn hùng núi trùng điệp, hơn 10 tên vu sĩ đại vu gào thét bay ra. Những người này phát hiện dị trạng, từng yêu tộc đi qua đứng ở ngoài biển lửa quát lớn. Nơi này cũng không phải nơi ở của Thiên Sách Phủ Đại Đường, mà là một ít đệ tử Thiên Sách Phủ ra ngoài lịch luyện tìm kiếm linh mạch. Vừa lúc đi qua nơi đây, không ít đệ tử Thiên Sách Phủ phát hiện cái hỏa long kia vòng vèo mà đến, đều bay tới xem xét.
đột nhiên một gã vũ sĩ tam thai cảnh nhảy vào biển lửa, định tìm ra thủ phạm. Không ngờ hắn vừa mới đi ra không đến 100 bước thì quanh thân đã trào ra liệt hỏa, thân thể bốc cháy, nguyên thai hóa thành tro bụi, chết ngay trong biển lửa. Ngay cả chấn giáo chi bảo hắn tế luyện cũng bị ngọn lửa đốt cháy. Các vị sư huynh Thiên Sách Phố, ta chỉ đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý gì cả. Diệp Phúc đứng ở trong biển lửa bình tĩnh giải thích. Chẳng lẽ thủ phạm gây ra biển lửa này là một con hạn bát đã tu luyện thành công hay sao? Một gã đại vu Thiên Sách Phổ dục dịch cười nói. Thế lửa lớn như này, chỉ e là con hạn bạt này đã tu luyện đến nguyên thần kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Nếu có thể luyện nguyên thần của nó thành nguyên thần thứ hai, thân thể luyện thành thân ngoại hóa thân thì... Có lẽ ở trong đó chính là một con hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân xuất hiện, cháy đỏ ngàn dặm, chính là mãnh thú nổi danh lừng lẫy trên đời, giá trị trên cả hạn bạt. Lại có một gã đại vu Thiên Sách Phủ cười nói. Nếu tặng cho thái tử điện hạ, thái tử chắc chắn sẽ rất thích đây. Điện hạ liên tục thua trong tay Diệp Thiếu Bảo, buồn bực không vui, lại nghe thấy Diệp Thiếu Bảo chạy ra khỏi Bắc Hải bí cảnh, càng làm cho điện hạ như gặp đại địch, liều mạng khổ tu, tu vi tăng vọt. Nếu có thể bắt yêu vật này đưa cho thái tử, đủ để khiến cho thực lực thái tử tiến thêm được một bước nữa. Kết trận. Tên đại vu cầm đầu đã tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh phong, thực lực cao nhất, chợt hô lên một tiếng thét dài. Bày ra vô tướng kiếp trận, thiên la địa võng, cần phải ngăn yêu nghiệt này lại. Mười mấy tên vu sĩ, đại vu Thiên Sách Phủ tế lên vu bảo lên, bày ra vô tướng kiếp trận. Chỉ thấy những người này đột nhiên ẩn vào trong không gian, dấu vết biến mất, không thấy bóng dáng, khiến người không thể phát hiện hành tung của bọn họ. Hư không hơi hơi chớp lên, đột nhiên hơn 10 kiện vu bảo lặng lẽ bay tới, đánh vào trong biển lửa. Những vu bảo đó có chấn giáo chi bảo, thần dương chi bảo, cũng có nguyên thần chi bảo, khá là hùng vĩ, uy lực khá là to lớn. Các người, đây là tội gì? Diệp Húc như không nhìn thấy, đột nhiên gầm lên, hàng lớp tiếng gầm xông tới khắp nơi, chỉ thấy những ngọn núi lớn sụp đổ, thậm chí có một ngọn núi cao 400-500 thước bị một tiếng gầm của Diệp Húc vỡ ra. Đỉnh núi bay lên giữa không trung, lập tức cả một tiếng vỡ nát. Dãy núi này dưới một tiếng gầm của hắn hoàn toàn bị san bằng, mà các loại vu bảo đánh tới Diệp Húc thì ở trong tiếng gầm từng cái nổ tung, thậm chí cả nguyên thần chi bảo cũng không ngoại lệ, tất cả hóa thành bột mịn. Nơi tiếng gầm lướt qua, vô tướng kiếp trận lập tức tan rã, mười mấy tên vu sĩ đại vu Thiên Sách Phủ bị tiếng gầm chấn ra khỏi hư không, thân hình ầm ầm nổ tung, thi cốt không còn. Đây là loại quái vật gì vậy, thật đáng sợ. Tên đại vu cầm đầu kia kinh hồn táng đảm, bị tiếng gầm chấn cho nguyên thần trọng thương, thân thể bị thương không ngừng ho ra máu, lại vẫn không chết, dãy giụa bay lên phi nhanh đến phương bắc, thầm nghĩ không ngờ nơi đây lại xuất hiện một con đại yêu như vậy, ta không thể ứng phó được, tốt nhất là thông báo cho thái tử, để thái tử dẫn dắt cao nhân trong phủ đến hàng trừ yêu ma. Một tiếng gầm của Diệp Húc đã đánh chết hơn 10 người, phá sát giới, sát khí trong tâm sao động, thầm nghĩ. Nếu trước đây hắn ta bỏ chạy thì kệ, không đáng lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng hiện giờ, ta tự phong tu vi, nếu bị cường giả Thiên Sách Phổ biết được ta ở nơi này, e là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Hai mắt của hắn mở ra, hai tia sáng màu vàng như trụ, xoẹt một tiếng bắn ra hơn 400 dặm. Hai dòng thái dương thần quang màu vàng kia đan xen vào nhau cắt tới, cắt đứt tên đại vu Thiên Sách Phổ kia. Tên đại vu đó vẫn không chết, từ trong cơ thể đột nhiên hiện ra một con ưng khổng lồ màu vàng, chính là nguyên thần của hắn. Đôi cánh mở ra hơn 10 dặm, giơ vuốt bắt lấy nửa người trên của hắn, dung cánh bay vọt đi. Hai dòng thái dương thần quang xoạt một tiếng, cắt phá hư không, đuổi sát phía sau con ưng khổng lồ kia. Kim quang cắt tới, chỉ thấy vô số lông vũ màu vàng bay xuống, giống như đổ một trận mưa lông vũ vậy. Cuối cùng Diệp Húc chỉ có thể chém thương con ưng kia, lại không thể lấy được tính mệnh của nó để nó vô cánh trốn thoát. Chỉ thấy hai dòng kim quang này càng ngày càng ngắn, dần dần lui về bên trong đồng tử mắt của Diệp Húc. Vậy mà để hắn trốn thoát rồi. Diệp Húc tức giận hơn một tiếng, lần này thấy máu đã khiến cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên kích động khát máu, hận không thể lập tức thu Di La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh, thả tu vi của mình ra, đại khai sát giới, hủy diệt tất cả sinh linh. Diệp Húc cả kinh, vội vàng áp chế dao động trong lòng, bình ổn lại tâm tình. Từng vòng kim luân cực lớn sau đầu ong ong chuyển động, áp chế sát khí xuống. Tên đại vu kia chạy thoát, e là cường giả Thiên Sách Phủ sẽ nhanh chóng tới đây. Đến lúc đó không biết ta còn có thể kiềm chế tâm ma được nữa hay không. Diệp Húc thở dài, tăng tốc đi tới hướng Thập Vạn Đại Sơn. Yêu nghiệt, người giết vu sĩ Thiên Sách Phủ ta còn muốn đi đâu? Diệp Húc đi được hơn 4.000 dặm thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp màu vàng cao tới mấy trăm trượng. Tòa bảo tháp này hạ xuống, hình thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Thay vào đó
là 28 tầng tiểu thiên địa, mỗi tầng là một thế giới nhỏ. Bên trong mỗi một mảng tiểu thiên địa đều có núi, có sông, có hoa, có cỏ, có linh sơn niết bàn cao lớn trong mây, tựa như những thế giới hoàn chỉnh, còn có những thiên thần rất mạnh sinh sống trên linh sơn. Sao? Nhị thập bát chư thiên linh lung, hoàng kim bảo tháp, Lý Thiên Vương. Diệp Húc hít một hơi thật dài, thần quang trong mắt nổi lên, biết lần này khó có thể được yên thân nữa rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 118 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 119 sắp tới.